Hướng dẫn sửa lỗi camera bị hình ảnh quay ngược. Chọn camera cần cài đặt. Đây, hiện tại camera đang quay ngược. Các bạn bấm vào gờ bánh xe cài đặt góc phải trên màn hình. Kéo xuống, chọn dòng lật hình ảnh. Ok, đã lật. Chúng ta quay lại. Đấy là hình ảnh đã quay ngược lại theo đúng vị trí.